Thì những ai đã biết dưa leo là ai rồi thì không cần phải giới thiệu nữa, nhưng mà những người chưa biết dưa leo thì nói lại thêm lần nữa, dưa leo là dưa leo. Như bên kia nó nói dưa leo chỉ là nick thôi, không có liên quan gì đến kích cỡ hết. Ok, thì các bạn thấy là dưa leo đứng đây các bạn cũng có thể thấy lạ hoặc là các bạn không thấy lạ. Chuyện đó cũng không có quan trọng lắm, bởi vì dưa leo đứng đây là được mời tới đây. Các bạn nãy giờ thấy đây hát rất là nhiều, mà nói chung hát nhiều thể loại nhạc các loại. Nhưng mà giờ nói chung là từ đó có thể rút ra được một cái, khi mà các bạn đó mà các bạn coi ca nhạc á, có thể chỉ dựa vô cơ bằng mình cử chỉ của ca sĩ thôi là mình biết ca sĩ đang hát cái bài gì rồi. Nếu mà ca sĩ mà hát nhạc pop á thì ca sĩ sẽ làm gì? Chỉ cần, nói chung là chỉ cần mình tắt hết âm thanh, mình thấy ca sĩ làm vậy thôi là mình biết hát gì rồi. Còn loại này để cho các bạn đoán coi ca sĩ hát cái gì nha. Cải lương thôi. Ok, mà bây giờ ở đây là hôm nay là chương trình mà ca hát là tiếng Anh thôi. Thật ra hỏi các bạn thử, bạn có biết cái bài hát tiếng Anh này không? Bay không cần cánh của nhóm Lối Sống Phương Tây. Trời ơi, Fly with the Wings của Westlife. Bây giờ bài này khó hơn. Bài này là bài Phía Sau Mới Đã của nhóm Lấy Đó. Thét đá là đúng rồi, Phía Sau Mới Đã của nhóm Lấy Đó. Bài đó là bài Back for Good. As You Love Me, nói trước luôn, các bạn biết dịch tiếng Việt là dịch sao không? Tầm bậy, em càng dài em càng yêu anh. Mà thấy mà nói chung là cái chương trình của mình đó là hát từ đầu tới cuối. Là bởi vì sao? Người Việt Nam của mình là rất thích ca hát, ca hát yêu ca hát dữ lắm. Đặc biệt mấy bạn nữ dưới cứ thấy lên mời lên hát, người ta sẽ phản ứng như thế nào? Chẳng hạn như bây giờ mình mời Văn Quyến lên đây. Văn Quyến là cầu thủ, anh có thể đá được cầu bằng là ở 3.000 người á, nhưng mà thí dụ mà anh lên đây đứng. Văn Quyến là cầu thủ mà, thật ra nhưng mà cái lúc đó nó thường mình đó, mình sẽ ủng hộ một cách khác, mình sẽ ủng hộ bằng cái kiểu mà Kulin Cheki của mình bằng cách là hát đi. Ở dưới là nhìn lên ủng hộ, ở trên nhìn xuống thế hả? Người ta tới im lặng lắm, bóc đứt nít đem bay về Mỹ. Người ta không tiếp xúc với báo giới của mình là tại vì sao? Người ta sợ hát. Các bạn tưởng tượng đi, Brad Pitt tôi không nói, nhưng mà Angelina Jolie cô đẹp thì cô đẹp ở chỗ nào? Cô đẹp chỗ này không? Anh phải nói là cái mặt của Angelina Jolie thì nó đẹp, nhưng để lên mặt anh thì nhưng mà để như vậy nói chuyện còn ngọt chứ đừng có nói tới hát. Thật ra ta chỉ có một lựa chọn nhất thôi. Vậy đó, tại đó. Thật ra sau này nghĩ tốt nhất là nên có một cái loại thông báo ở sân bay, thông báo kiểu như vậy. Xin cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của hãng hàng không Việt Nam Airlines. Để tránh những rắc rối có thể xảy ra trong thời gian lưu trú tại Việt Nam, xin quý khách vui lòng học hát. Người ta bước xuống, người ta kêu xin chào Việt Nam, người Việt Nam của tôi có biết hát không? Nguy hiểm lắm, không được. Đấy, mà nhân tiện nói tới của về tiếng Anh, các bạn thấy phim Việt Nam của mình với phim nước ngoài nó có hai cái mối, nó khác nhau ngay từ cái tựa đề rồi. Cái tựa đề phim tiếng Anh thì các bạn thấy nó sao? 2012, Titanic, I Love You Ben Cooper, có sao nói vậy? Còn phim của mình nó bắt mình phải suy nghĩ. Đừng đố. Trời ơi. Đừng đố. Hả? Đừng đố. WTF?
ý định đúng. Bảy rồng rồi 36 độ yêu, yêu nhau trong phòng 36 độ. Mùa hè chiều thẳng đứng, mùa hè buổi chiều 12 giờ. Chốc tình, mừng tình trên dốc. Nói chung là cái tựa vậy. Còn mà về lời thoại của phim á, thì rất là một câu chuyện dài kỳ nhiều tập, không biết nói khi nào mới hết. Các bạn để ý đi, ở trong phim Việt Nam mình á, giang hồ trong phim Việt Nam mình á, đột nhiên trở thành thi sĩ, nói chuyện nghe đã lắm. Nói chuyện toàn là theo kiểu nhớ tôi nhớ có một lần coi cái phim Cảnh sát hình sự, hai cái thằng đó nó kêu bạn, nó khen một thằng bạn của nó có một cái quả rất là hay ho, thì nó khen vậy nè, giang hồ nha, nhớ trong đầu là giang hồ nói chuyện nha. Thằng đó nó có bộ não siêu phàm quá mày. Tại sao nó lại có thể nghĩ ra được những kế hoạch như vậy? Tao cảm thấy thật là không phục nó, mày hiểu không? Ở ngoài giang hồ nó chuyện sao? Má kì quá mày! Nó hiểu sao luôn, cái gì sợ luôn. Thành ra mà mỗi lần mà quýnh lộn, mấy quỷ quýnh lộn á, mày đừng có làm như vậy nữa, không là coi chừng nha. Coi chừng gì mày, đừng có trách vì sao biển xanh lại mặn nha. Còn cái khác nữa mà tôi nói cái này á, không biết Minh Hằng còn ở đây không? Giờ rồi nó xấu được. Thì ra Minh Hằng ngồi đây tôi cũng vẫn nói thôi, tại vì á, về cái phim mà người nhờ hợp phờ mà Minh Hằng đang đóng, nói chung là mình đang đóng cái đó mà cái đó người nhờ hợp phờ, thì trong phim á, các bạn thấy nhân vật trong phim nói chuyện với nhau sao, xưng hô tên sao, Minh Vương Hoàng. Ở ngoài đời á, thiệt ra mình mà kêu người khác, mình kêu tên mà hai chữ á, chỉ có ba loại tên mình kêu được như vậy thôi. Một á, là những người mà có tên anh với tên chị, mình sẽ phải kêu là Minh Anh, Quyên Anh, Quỳnh Anh, chứ không thể nào mình kêu nó không anh á. Như vậy chẳng hạn cô giáo lập bài là kêu anh lên đáp bài, em đợi chút. Còn hai á, là chẳng hạn những người nổi tiếng kiểu như là Trang Trường, Lâm Trường, Dưa Leo hay là gì đó nói chuyện á, trong phim của mình á, thì nó cũng còn có lên có xuống, tức là giận dữ thì ra giận dữ, tôi trống quá, tôi buồn quá, đại loại vậy, dùng tiếng thôi. Nhưng mà có một cái ngôn ngữ, tôi nói thiệt, có một cái ngôn ngữ mà các bạn trong phim các bạn á, cỡ nào các bạn cũng cười hết, mặc dù phim đó nó nói gì không cần biết mà nó cũng cười hết, đó là tiếng Thái. Ở lúc đó tôi coi cái phim bông bát cái khúc đó là bắt được, nói chung là cuối phim là bắt được nhân chính là quýnh te tô bầm dập nằm một đống rồi. Ông vua ông nói thì lúc mà phụ đề diện ngữ nằm ở dưới á, thì là đề đọc lên phụ đề ngữ là chúng ta đã bắt được nó, phải tống nó vô tù, phải làm sao mà cho nó sống không ra sống, chết không ra chết, nhưng mà phải giữ cho nó sống để mà làm gương cho những kẻ khác. Xong lúc mà chúng ta nghe bằng tiếng Thái nó sẽ thành như này: bây giờ ai mảnh tay đều đang nghe, có chặt những mảnh thả xuống, chắc muốn mặt cũng thao lẫn tấn cho rồi mà. Thành ra nếu mà sau này mà các bạn mà buồn á, tôi đề nghị các bạn á, dù buồn thoáng buồn kinh khủng, buồn thê thiết luôn á, thì các bạn nên bật TV lên kiếm đài nào của tiếng Thái, đặc biệt là cái đài mà nó bằng tiếng Thái á, trời ơi nghe là vui luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.